Không, con đi từ ở trên đi xuống. Xuống. Wow. Nữa hả? Trời đất ơi. 1, 2, 3. Wow, chị đi. Xe bữa nay được đi chơi quá trời chơi luôn. Cái gì? Bấm nút ra hả? Sao không bấm nút vào đâu? Rồi ngồi đi, ngồi lái xe đi, ngồi lái xe chở mày đi coi, để lên. Ngồi lái xe chở mày đi. Ngồi lái xe chở mày đi đi con. Kiếm ai? Ồ. Dữ chưa con chú? Wow, quá giỏi luôn. Đi đâu á? Cho tôi về Sài Gòn đi coi. Chở về Gò Vấp. Chở về Gò Vấp, chở về Gò Vấp cái. Trời ơi, chưa gì. Chưa gì cái chở được một anh bạn trai rồi. Cha lái xe này, cái nghề lái xe này có lý lắm nha. Trời ơi, con ta vừa bước lên anh kẹp cổ liền rồi đó. Để em chỉ cho anh. Ớ ngăn chưa? Đó. Đừng có tiếng Việt với tay nha chị. Trời ơi, làm bộ bấm đi nắm tay con người ta đó. Trời ơi. Trời ơi, thường ngại ngùng thẹn thùng nữa. Ớn chưa? Con chở anh đi đi chị. Con người ta hiền hậu dễ sợ không? Trời ơi, làm bộ nắm tay con người ta kìa. Còn nó không chịu nữa, ông nội ai hiểu. Trời ơi, làm bộ đi, xà vô lòng người ta kìa. Làm bộ dễ sợ. Trời ơi. JD, ask him what's your name. JD, can you ask him what his name is? Elias. What? What his name, JD? Anh tên gì? Anh tên gì? Alion? Alion. Anh tên là Alion. Rồi, đây nè. Đây. No. Chơi. Con giới thiệu tên của con cho anh nghe đi. Tên con tên gì? Con phải nhìn đây. My name is Jade. Nice to meet you. Can you say nice to meet you? Okay, say bye bye. Chị đi, say bye bye. No, cái gì? Đi con. Đi mua kẹo ăn này, đi mua kẹo ăn. Đi mua kẹo ăn. Trời ơi, mẹ đâu có tiền đâu. Mẹ có tiền là mẹ lấy con vịt đó cho con rồi. Okay, we'll get it on the way back. Ừ, okay? Đi. Ok JD, dài, đôi giày nào con thích nhất con đưa cho mẹ coi, con thích nhất đôi giày nào? Con thích nhất đôi nào? Đưa cho mẹ coi coi. Đôi này hả? Thiệt không? Thiệt hả? Đôi nào nữa? Con thích đôi nào nữa không? Nói thiệt đi, thích nhất đôi nào? Chỉ coi. Are those Timberlands? Yeah. Oh my gosh. What? You should have got me some matching Tims. That's where all the hip hop guys wear. Just kidding. Con thích đôi đó hả? Đẹp không? Con cảm ơn mẹ. Cô chú thấy chưa? Cô chú thấy chay có giày mới chưa? Mà đặc biệt là chay có một đôi này là mẹ đôi của mẹ, đây là đôi của chay. Hai mẹ con bữa nay chơi giày đôi cô chú ơi. Con tự sắp đi. Giày của mẹ đâu? Chỉ mẹ coi giày mẹ đâu. Đúng rồi. Cũng khôn cũng biết đâu. You like those the best? Vậy đó làm sao? Con mang vô coi, mang vô mẹ coi. Đi xe gì con mang vô đi, mang vô mẹ với cô chú coi coi. Đôi giày của chay đang cầm là của Vans đó cô chú. Rất là hip. Đôi giày này là của Timberland. Rồi mang vô mẹ coi. Mang vô mẹ coi. You got shoes on your feet? Yeah. 7 rồi, size 7 rồi. Đôi này phải bên này.
Rồi mang vô. Ngồi xuống mang vô đàng hoàng coi. Đúng rồi. Tự mang vô cho mẹ với cô chú con nghe chưa. Dài đẹp quá luôn. Trời ơi, hai mẹ con quốc hai đôi dài giống nhau. Cái receipt không ta? Oh yeah, you gotta sit up a little bit higher. Đúng rồi, giỏi quá, thì là anh kia ngồi để cho cao cao một chút để mang dài vô cho dễ. Ôi trời ơi trời, có ai như nó không? Rồi, một chiếc được rồi, mang chiếc thứ hai vô. À, con không có gì đâu con. À, cái đôi dài của chay. Của đôi nào ta? Baby. Wow, you got your shoes on yourself? Wow. I'm so proud of you. Wow, cô chú thấy đẹp chưa? Wow, đẹp quá. Wow. Đẹp quá trời, luôn mang đi giày đó đi tiệc đi tổng có lý. Yeah. Đôi giày này là chay tự chọn đó nha cô chú nha, mẹ không có chọn đâu á. Hỏi chay thích đôi nào chay tự chọn đôi đó đó. Tám gì á? Hả? Nó nghe nè, con gà nó gái làm sao? Chay gà gái làm sao chay? Nó mẹ nghe, gà gái làm sao? Ồ ồ ồ ồ. Ai cười chay? Này thấy cao lớn dễ sợ không? Chay ngồi dây đàn mẹ nghe bản coi chay. Bản đời sinh viên có cái đàn guitar coi. Với cái đàn kìa. Cái đàn màu hồng kìa. Oops. Ăn. Hả? Ăn gì à? À. Trời ơi, cái mặt có đồ đồ kìa. À, đợi gọn thọ không có uống cà phê. Không có uống cà phê không có rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Cái gì con? Ôi mẹ ơi. Sao con? Cái đó gì á? Thôi không có lấy tay móc mũi. Rồi bữa nay là đầu bếp chay nấu mẹ món gì nè. Oops, rớt điện thoại rồi. Nó nhỏ mẹ đi, rồi nó nhỏ đi. Vậy hả? Cố lên hả? Cố lên hả? Gọi gì đó? Nó nhỏ. Nó nhỏ mẹ coi. Cố lên. Nó nhỏ mẹ coi. Nó nhỏ. Cố lên vụ gì? Cố lên vụ gì? Leo lên mẹ cổng không? bà cổng đi chợ trời mưa nha. Chay nặng quá. Bà cổng đi chợ trời mưa. Bé chay bé chấm đi đưa. Này ôm vô té. Đưa ba đến quãng đường xa, đưa ba về tận ngõ trong nhà ba. Nó đòi lấy tay chồm lấy đồ tiền ba. Trong túi rơi ra bê chay nhặt được cha ba bữa rau. Cái gì? Đây nè, xuống này. Không mẹ miếng ạ. Mẹ hát. Hát gì? Mẹ hát. Rồi. Ok. Đàn nha. Cầm đàn sao mẹ chỉ cầm đàn sao? Ngồi đàng hoàng. Con làm gì chay? Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi. Bàn tay ngắm hoa từ phố nọ. Giờ đây đã quên vương xưa đó hoa nào mới nở. Đời ta có ai vừa qua, nhiều khi thấy trăm nghìn năm mộ. Tôi nghĩ quanh đây hồ như đời ta hết mang điều mới lạ. Tôi đã sống rất ở thơ. Được chưa? Một đêm
thấy ta là thang đồ. Hát gì câu ký đó sao? Đi cà phê cà phê cà phê cà phê cà phê cà phê cà phê. Rồi Baby Shark. Baby Shark, tôi là Baby Shark. Mami Fina, mami Fina. Baby finger, twinkle, twinkle. Twinkle, twinkle, twinkle. Bài gì nữa, bài gì nữa, bài gì? The wheel on the bus. Okay. Okay, okay, the wheel on the bus. Oh, chưa, chưa. Đâu này, đâu này, đâu này. Đâu này. Ngược lại, ngược lại. Rồi, rồi. The wheel on the bus. Bell, bell, ready, baby, to a bed. The wheel on the bus go round and round, round and round. Baby. The mommy on the bus go. Daddy snow, daddy snow, wow, yo, ah, yo, 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 nghe cái giọng này tôi nghe. Hát bài này cháu lên ba đâu không? Chàng biết hát bài cháu lên ba không? Cháu lên ba, cháu vô. Cháu mừng đó. Cô thương cháu thì cháu không khóc nhẹ. Không khóc. Hả? Không hát rồi hả? Trời sao sợ, tôi không biết hát bài cháu lên ba, tôi hát bài đặt hát theo, mấy con sợ ghê á. Trời đánh tầm bậy rồi. Ai đánh kiểu đó? Anh đánh mẹ. Mẹ đánh mẹ phải không? Rồi mẹ chỉ cho. Đây đây. Ngược lại đó, rồi để cái tay ở dưới, con cầm cái này nè, con để cái tay này ở dưới. Con để cái này ở dưới, cái tay này nè ở dưới. Ở dưới cầm, cầm ở dưới. Rồi quay đây. Biểu diễn, lẹ lên. Trời ơi, có được đời không? Không biết, chưa biết cầm cái đàn luôn mà biểu. Chỉ nó hoài nó mà không biết cầm cái cách đàn, cầm cái đàn luôn. Không có một cái năng khiếu gì ta ơi. Tay này nè, nó không có một năng khiếu gì âm nhạc hết á. Nó không biết cảm thụ âm nhạc. Nè chay. Kỳ lạ vậy. Ăn rồi biết uống cà phê không à. Có mẹ nè. Nấu gì á, nấu cho mẹ ăn lên tô coi. Nấu đi, nấu cho mẹ đi. Nấu mẹ. Nấu mẹ đồ đồ ăn coi. Đây. Rồi, ôi trời ơi, sóc chảo kìa. Trời ơi, con nó sóc chảo kìa. Giữ chưa, giữ chưa? Wow, nó câu ở đâu vậy trời? Hả, câu ở đâu mà biết cách? Hả, câu ở đâu mà biết cách sóc chảo hay vậy? Trời, nó nấu em bé luôn. Cái đó đâu có đúng đâu, cái đó là nấu đồ ăn mà. Cái bàn nó cũng bỏ vô nấu luôn. Oops. Rồi, sóc chảo coi, sóc chảo cho mẹ cô chú coi lại coi, sóc chảo sao? À, đậy nắp vô. Đâu, nghe nói trời. À, đậy nắp lại. Sắp chảo không sao? Để đi sao? Sao? Nè nè. Nè nè gì? À, đúng rồi cái nắp đó.
đó, nắp đó. Vậy cái nắp nó nằm ở bên cái nồi này. Đây nè. Đây đây đây, cái nắp này nằm ở bên cái nồi này. Nồi nào phải úp dung đó, biết không? Đúng rồi. Cái kia nằm bên kia. Đúng rồi, giỏi quá.